Ukraine đều thiệt hại sau khi Nga tập kích quy mô lớn vào Kiev. EU đồng ý dùng lợi nhuận từ tài sản Nga để viện trợ cho Ukraine. Động cơ đáng sợ sau hàng loạt lời thú nhận có lính phương Tây chiến đấu chống Nga ở Ukraine. Không chần dừ thêm nữa, Đảng Dân Chủ cùng Cộng Hòa chốt kế hoạch viện trợ cho Ukraine. Thủ tướng Ukraine tự tin tuyên bố không cần tuyển thêm 500.000 quân, vẫn chiến thắng trước Nga. Tất cả sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Xin ý. mới chào quý các thính giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. Ukraine nêu thiệt hại sau khi Nga tập kích quy mô lớn vào Kiev. Kính thưa quý vị, ít nhất 17 người bị thương, nhiều nhà cửa, cơ sở hạ tầng công nghiệp ở thủ đô Kiev của Ukraine bị hư hại sau trận tập kích lớn nhất vài tuần trở lại đây của Nga. Reuters dẫn thông tin từ không quân Ukraine cho biết, hệ thống phòng không của nước này đã bắn hạ thành công toàn bộ 31 tên lửa của Nga trong vụ tập kích rạng sáng ngày 21 tháng 3 nhằm vào thủ đô Kiev. Đây là vụ tập kích lớn nhất của Nga nhằm vào Kiev trong vòng nhiều tuần trở lại đây, sau 44 ngày gần như im ắng. Ông Sergei Popko, người đứng đầu chính quyền Kiev, cho biết tên lửa tấn công Kiev từ nhiều hướng khác nhau. Thưa quý vị, vụ tấn công khiến ít nhất 17 người bị thương, một số tòa nhà chung cư, cơ sở hạ tầng công nghiệp bị hư hại do các mảnh vỡ tên lửa. Theo không quân Ukraine, Nga sử dụng nhiều loại tên lửa khác nhau cho vụ tập kích, trong đó có tên lửa siêu vượt âm Kinzhan, Iskander M và KH 101 KH 555. Agiya Gabezeska, người đứng đầu cơ quan chống tham nhũng quốc gia Ukraine, nhận định Nga đã tiêu tốn 390 triệu đô la Mỹ cho vụ tấn công tên lửa sáng nay nhằm vào Kiev. Trước đó, thì truyền thông địa phương đưa tin hệ thống còi báo động không kích đã được kích hoạt trên khắp Ukraine vào rạng sáng nay. Sau khi Kiev phát hiện chiến chiếc Tu-95MS xuất kích từ căn cứ quân sự ở vùng Mobile của Nga, còi báo động kéo dài suốt gần 3 giờ đồng hồ, vụ tập kết diễn ra không lâu sau khi nga cáo buộc ukraine thực hiện các vụ tấn công nhằm vào vùng biên giới của nga trong thời gian diễn ra bầu cử tổng thống tổng thống vladimir putin cuối tuần qua tuyên bố sẽ đáp trả những hành động này eu đồng ý dùng lợi nhuận từ tài sản nga để viện trợ cho ukraine vào tháng 7 tới, Ukraine có thể nhận được hơn 1 tỷ USD lợi nhuận đầu tiên thu được từ các tài sản Nga bị châu Âu đóng băng. Qua đưa tin vào ngày 21 tháng 3, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu EU về nguyên tắc đã đồng ý trân dụng phần lớn lợi nhuận thu được từ tài sản bị phong tỏa của Nga để chuyển cho Ukraine. Phát biểu sau ngày họp đầu tiên thượng đỉnh EU tại Brussels, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho hay kế hoạch này có thể mang lại hơn 3 tỷ đô la Mỹ mỗi năm và Ukraine sẽ nhận được 1 tỷ đô la Mỹ đầu tiên vào khoảng tháng 7. Bà Leyen nói rằng, tôi đã nói với lãnh đạo rằng nếu nhanh chóng hoàn tất đề xuất thì có thể giải ngân hơn 1 tỷ đô la Mỹ đầu tiên vào ngày 1 tháng 7. Vì vậy, điều đó phụ thuộc vào chúng ta và cho biết thêm là kế hoạch chuyển lợi nhuận tài sản đóng băng của Nga cho Ukraine nhận được sự ủng hộ rất mạnh mẽ của lãnh đạo trong khối. Bà Lyon cũng tiết lộ thêm rằng EU đang xem xét việc tăng thuế đối với ngũ cốc của Nga, bao gồm cả ngũ cốc của Ukraine bị Moscow trưng dụng và đưa vào thị trường EU. Lãnh đạo EU đạt được thỏa thuận sau gần một năm đàm phán, thảo luận về các cơ sở pháp lý cho việc tịch thu khoảng 300 tỷ đô la Mỹ tài sản của Nga bị phong tỏa ở châu Âu. Trước đó, để vượt qua sự phản đối của Hungary, một thành viên của khối liên minh đã phải chấp thuận điều chỉnh một số từ ngữ trong thỏa thuận. Hiện chưa rõ lợi nhuận thu được từ tài sản Nga bị đóng băng sẽ được phân bổ như thế nào. Theo đề xuất ban đầu, 90% sẽ được sử dụng cho các chương trình viện trợ quân sự và 10% cho hỗ trợ tái thiết như Ukraine hoặc một phần nhỏ sẽ được trích ra để tài trợ cho các sứ mệnh, dịch giữ hòa bình của EU trên khắp thế giới. Động cơ đáng sợ sau hàng loạt lời thú nhận có lính phương Tây chiến đấu chống lại Nga ở Ukraine. Sau 2 năm kiên quyết phủ nhận, chỉ trong khoảng thời gian vài tuần trong tháng 2 và tháng 3, đã có một loạt lời thừa nhận và tiết lộ từ các quan chức phương Tây rằng có binh lính NATO đang chiến đấu ở Ukraine để giúp Kiev chống lại Nga. Câu hỏi đặt ra là, động cơ đằng sau những lời thú nhận bất ngờ trên là gì? Theo Antiqua, từ lâu, ai cũng rõ phương tây đã tài trợ cho ukraine tiền bạc vũ khí giúp đào tạo bảo trì vũ khí cung cấp thông tin tình báo về mục tiêu vị trí và các điểm yếu của các lực lượng nga thậm chí cũng giúp kiev hoạch định kế hoạch tác chiến họ đã cung cấp cho ukraine mọi thứ trừ binh lính tổng thống joe biden nhiều lần khẳng định quân đội mỹ không và sẽ không tham gia vào cuộc xung đột với nga ở ukraine Phương Tây từ lâu kiên quyết phủ nhận việc họ trực tiếp tham gia vào cuộc chiến hoặc họ có quân đội đang chiến đấu ở Ukraine. Thưa quý vị, tuy nhiên, sau 2 năm kiên quyết phủ nhận chỉ trong khoảng thời gian vài tuần, vào tháng 2 và tháng 3 đã có một loạt lời thừa nhận và tiết lộ từ các quan chức phương Tây rằng có binh lính NATO đang chiến đấu ở Ukraine để giúp Kiev chống lại Nga. Câu hỏi đặt ra là động cơ đằng sau những lời thú nhận bất ngờ trên là gì? Thông tin lính phương Tây hiện diện ở Ukraine được tiết lộ bắt đầu bằng việc rò rỉ bản ghi âm tại cuộc trò chuyện bị chặn ngày 19 tháng 2 giữa các quan chức cấp cao của lực lượng không quân Đức. Bản ghi âm tiết lộ rằng Vương quốc Anh đã triển khai binh sĩ trên mặt đất ở Ukraine Cuộc trò chuyện giữa các quan chức nước dường như cũng được đề cập đến Mỹ. Theo đó, một quan chức đã nói, người ta biết rằng ở đó có rất nhiều người mặc trang phục dân sự, nhưng nói giọng Mỹ. Vào ngày 26 tháng 2, một báo cáo của New York Times đã tiết lộ, những người mặc thường phục đó có thể là ai? Hơn 200 quan chức đương nhiệm và cựu quan chức đã tiết lộ cho New York Times rằng nhiều quan chức CIA đang ở Ukraine để giúp đỡ cho người Ukraine bằng cách cung cấp thông tin tình báo cho các cuộc tấn công bằng tên lửa có chủ đích của Kiev cũng như hỗ trợ tình báo cho các hoạt động tấn công chống lại lực lượng Nga trên lãnh thổ Ukraine. Vào ngày 26 tháng 2, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã mở rộng danh sách phương Tây có binh sĩ hiện diện ở Ukraine khi nhắc đến Pháp. Ông Scholz đã bảo vệ quyết định không gửi tên lửa Taurus tới Ukraine bằng cách giải thích rằng Điều đó sẽ yêu cầu sự hiện diện của quân nhân Đức ở Ukraine, tương tự các đối tác Anh và Pháp của họ. Những gì người Anh và người Pháp đang thực hiện ở Ukraine là kiểm soát mục tiêu, nhưng những gì đi kèm với việc kiểm soát mục tiêu thì Đức không thể thực hiện được, ông Son nhấn mạnh. Và vào ngày 8 tháng 3, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorsky thậm chí thẳng thừng thừa nhận rằng các quân nhân NATO đã có mặt ở Ukraine. Mặc dù giận dữ và chỉ trích những tuyên bố của ông Son, cả Anh và Pháp đều không phủ nhận tiết lộ của Thủ tướng Đức. Thậm chí văn phòng của Thủ tướng Anh thừa nhận họ có quân đội trên bộ ở Ukraine với tuyên bố Ngoài số lượng nhỏ nhân sự mà chúng tôi có ở Ukraine để hỗ trợ các lực lượng vũ trang nước này, chúng tôi chưa có bất kỳ kế hoạch triển khai quy mô lớn nào. Một câu hỏi đặt ra là những lời thú nhận bất ngờ dùng dập trên có động cơ gì? Theo Antiwar, có ít nhất 4 khả năng. Khả năng ít đáng sợ nhất là những người ủng hộ Ukraine đang cố gắng chứng minh rằng họ đã làm mọi thứ có thể để giúp ukraine thậm chí đưa quân tới nước này để chiến đấu khả năng này cũng được coi là sự thừa nhận rằng phương tây đã thua trong cuộc chiến ở ukraine khả năng ít đáng sợ thứ hai là những trò rỉ và tiết lộ dồn dập nhằm mục đích gây áp lực buộc mỹ và một số nước châu âu gửi thêm viện trợ tài chính lẫn vũ khí cho ukraine vì lựa chọn viện trợ như vậy sẽ hợp lý ít rủi ro hơn là mạo hiểm vượt qua ranh giới đỏ để đưa quân vào ukraine Khả năng ít đáng sợ thứ ba là phương Tây đang cố gắng đánh lạc hướng Nga, khiến Moscow mơ hồ về chiến lược của phương Tây. Tờ báo Le Monde của Pháp dẫn lời thú nhận của văn phòng tổng thống Macron rằng mục đích của động thái trên là để khiến Moscow mơ hồ về chiến lược của phương Tây đối với Ukraine. Khả năng đáng sợ thứ nhất là phương Tây rất nghiêm túc về việc binh lính NATO đã có mặt ở Ukraine, đồng thời đang báo hiệu khả năng gửi thêm quân tới chiến trường này. Phương Tây thậm chí có thể đang thăm dò phản ứng của Nga khi muốn xem liệu một khi Moscow biết rằng đã có binh sĩ NATO hiện diện ở Ukraine, họ có thể leo thang xung đột và lôi kéo phương Tây vào cuộc chiến hay không. Từ đó, phương Tây có thể quyết định triển khai thêm quân. Theo Artiwor, nếu đúng thì đây là một chủ trò nguy hiểm và khó tính toán. Không chần chừ thêm nữa, Đảng Chủ chủ cùng Cộng hòa chốt kế hoạch viện trợ cho Ukraine. Đảng Dân Chủ ngày càng cởi mở với kế hoạch viện trợ cho Ukraine bằng cách cho vay và đây được coi là cơ hội cuối cùng để phê duyệt viện trợ cho quốc gia đang bị tăng phá. Hãng The Hill đưa tin, Đảng Dân Chủ ở cả hai viện của Quốc hội Hoa Kỳ cho biết họ sẵn sàng hỗ trợ viện trợ cho Ukraine dưới hình thức cho vay. Một ý tưởng đang được các nhà lãnh đạo của đảng Cộng Hòa cố gắng phá vỡ sự bế tắc. Cần lưu ý rằng, khái niệm khoản vay là điều không mong muốn đối với các đảng viên đảng Dân Chủ. Họ đang thúc đẩy việc thông qua gói trị giá 60 tỷ USD mà Thượng viện đã thông qua vào tháng trước cho Ukraine, đồng thời chỉ trích Chủ tịch Mike Johnson vì đã từ chối đưa gói này ra Hạ viện để thảo luận. Các phóng viên cho biết, nhưng nếu chiến lược cho vay mà ông Johnson đưa ra cho các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa vào tuần trước có thể phá vỡ sự bế tắc của Ukraine, thì một số đảng viên đảng Dân Chủ nói rằng tất cả họ đều ủng hộ điều đó. Ngoài ra, Benny Thompson, đảng viên đảng Dân Chủ cấp cao trong Ủy ban An ninh Nội địa cho biết rằng đảng Dân Chủ ủng hộ viện trợ cho Ukraine, gọi đó là một khoản vay hay bất cứ điều gì bạn muốn. Nhưng hãy cung cấp cho họ nguồn lực, bạn phải cung cấp cho họ viện trợ. Nếu là cho vay thì đó là viện trợ. Nếu đó là gói cứu trợ không kèm theo điều kiện nào thì đó vẫn là viện trợ. Chiến lược cho vay đã trở nên phổ biến trong các đảng viên Cộng hòa trong những tuần gần đây, đặc biệt là vì cựu Tổng thống Donald Trump đang sử dụng chiến dịch tranh cử để thúc đẩy ý tưởng rằng tất cả viện trợ nước ngoài của Mỹ phải đến dưới dạng các khoản vay. Bài báo nhấn mạnh rằng rất ít người tin rằng Ukraine sẽ trả được các khoản vay này, với hàng ngàn tỷ đô la Mỹ chi phí tái thiết mà Kiev chắc chắn phải đối mặt khi cuộc chiến với Nga kết thúc. Những kế hoạch cho vay này có thể cung cấp một số giải pháp chữa trị của đảng Cộng hòa nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính cho người nộp thuế ở Mỹ. Theo đảng Cộng hòa, số tiền này có thể được cung cấp dưới hình thức cho vay với lãi suất thấp hoặc không có lãi. Bài báo viết. Đảng Dân chủ được cho là ngày càng cởi mở hơn với khái niệm này nếu đây được coi là cơ hội tốt nhất cuối cùng để nhận được sự giúp đỡ cho Ukraine trước cuộc bầu cử tháng 11. Các cuộc thảo luận đã tập trung vào Hạ viện trong những tuần gần đây khi Johnson cân nhắc cách ông có thể duyệt nhanh gói viện trợ cho Ukraine. Cung cấp các khoản vay có thể được miễn cũng có thể làm giảm một số lo lắng. Một đảng viên cấp cao của đảng Dân Chủ nói với Politico rằng các đảng viên muốn tìm giải pháp cho Ukraine và sẵn sàng tham gia đàm phán. Người này nói, mọi người đều sẵn sàng nói chuyện nếu mọi người hành động với mục đích tốt. Câu hỏi đặt ra là liệu họ có đang cố gắng đạt được một giải pháp thực sự nào đó không? nhiều nhà quan sát cho rằng trong chính sách viện trợ cho ukraine cựu tổng thống donald trump và đảng cộng hòa đang đúng khi muốn chuyển từ viện trợ sang cho vay dài hạn với lãi suất bằng không hoặc tượng trưng theo tiêu chuẩn chính sách cho vay thuê lý do chuyển sang chính sách cho vay thuê thì ukraine có quyền yêu cầu và chỉ định số lượng và chủng loại vũ khí mình cần cùng đó mỹ buộc phải kích hoạt sức mạnh sản xuất vũ khí của mình để đảm bảo các yêu cầu đó của ukraine cả về mặt thời gian chuyển sang chính sách cho thuê vay sẽ không bị hạn chế bởi Quốc hội thông qua từng khoản như viện trợ, kể cả về giá trị. Nói tóm lại, với kế hoạch viện trợ này, nó sẽ chuyển từ quan hệ ban phát của đảng Dân Chủ sang quan hệ mua bán sòng phẳng của đảng Cộng Hòa, và nó sẽ đem đến chiến thắng cho Ukraine sớm hơn. Thủ tướng Ukraine tự tin tuyên bố không cần tuyển thêm 500.000 quân, vẫn chiến thắng trước Nga. Thủ tướng Denis Mayo cho biết, Ukraine hiện tại chưa cần huy động thêm 500.000 tân binh cho các lực lượng vũ trang, bất chấp quân Nga liên tục báo tin chiến thắng trên chiến trường. Ông Mayo đã đưa ra tuyên bố này trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg mới đây. Theo ông Denis Mayo, quy mô huy động như vậy là không cần thiết. Thủ tướng Ukraine cho biết, đánh giá trên của ông đã tính đến các đợt luân chuyển, thay thế các đội quân ở tiền tuyến, cùng với việc các đồng minh phương Tây vẫn đang tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kiev. Ông Smithhan nói trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg rằng chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc chiến nếu nhận được sự hỗ trợ từ các đối tác về đạn pháo, tên lửa tầm xa và tầm trung. Thủ tướng Ukraine cũng nói lời cảm ơn tới EU, IMF và các đồng minh G7 đã cung cấp nguồn tài trợ rất cần thiết cho Ukraine trong năm nay, duy trì ngân sách của nước này trong nửa đầu năm nay. Ông Smithhan nói thêm rằng Ukraine mong đợi gói viện trợ tiếp theo của Mỹ sẽ đến vào nửa cuối năm nay. Trước đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết vào tháng 12 năm ngoái rằng quân đội Ukraine đã đề xuất huy động thêm 450.000 đến 500.000 quân và vấn đề này hiện đang được thảo luận. Bộ Quốc phòng Ukraine cũng cho biết họ có kế hoạch mở 27 trung tâm tuyển dụng tại các trung tâm tỉnh và thành phố lớn trong nửa đầu năm 2024. Tuy nhiên, mới đây Bộ Quốc phòng thông báo số lượng nhân sự mới được huy động đã được điều chỉnh tùy theo nhu cầu và tình hình trên tiền tuyến. Sau con số 400.000 đến 500.000 quân vẫn là mốc ước tính chung. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.